Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đang sống trong mùa Phục Sinh, là mùa trọng nhất trong năm phụng vụ. Nhờ mầu nhiệm Phục Sinh, biến cố cao cả này mà đã thay đổi toàn thể cục diện cuộc đời chúng ta, cho chúng ta từ bóng tối vào ánh sáng, từ sự chết vào cõi sống vinh quang cùng với Chúa. Con cái giáo hội trong những ngày này vui mừng ca lên: Chúa đã sống lại thật rồi, hallelujah. Đó là niềm vui, là đức tin của toàn thể dân Kitô giáo. Hôm nay ngày thứ bảy hành hương kính Đức Mẹ, cũng là ngày trong mùa Phục Sinh, trong tuần thứ hai của mùa Phục Sinh, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Đức Mẹ Maria với chủ đề Đức Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm Phục Sinh. Đây là thánh lễ mừng Phục Sinh của Chúa và niềm vui tuôn trào từ đó. Đối với toàn thế giới, niềm vui được Chúa Cha ban tặng nhờ sự Phục Sinh của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Và vì thế, ngày Chúa Phục Sinh là một ngày đầy ánh sáng và sự sống, khi bóng đêm tội lỗi bị loại bỏ và thế giới hân hoan nhảy mừng. Bài ca Exultes, tin mừng Phục Sinh, mà giáo hội cùng với toàn thể con cái mình ca lên trong đêm vọng Phục Sinh: Mừng vui lên, hỡi chư thần chư thánh, cấp thừa hành của Chúa cõi thiên cung, trổi vang lên kèn loan ơn cứu độ, kính chào Đức Vua chiến thắng oai hùng. Mừng vui lên, hỡi khắp miền dương thế, bốn bể đang rực rỡ ánh hào quang, Vua vĩnh cửu nay rạng người chiếu sáng, đẩy lùi xa bóng tối của trần gian. Cả thế giới này, cả vũ hoàn và nhân loại cùng hân hoan nhảy mừng ca lên bài ca ấy. Còn đối với giáo hội, đặc biệt là giáo hội Tiên Khởi, thì biến cố này làm rúng động ngập tràn niềm vui vì gặp lại Chúa hằng sống của mình. Tin mừng đã thuật lại cho chúng ta rằng trong ngày thứ nhất trong tuần, khi các môn đệ ở trong phòng đóng kín bởi vì các ông sợ người Do Thái, thì Chúa Phục Sinh đã hiện đến. Ngài hiện giữa, Ngài ở giữa các ông và trao ban ơn bình an cho các ông, bình an cho anh em. Rồi sau đó Người cho các ông xem tay và cạnh sườn của Ngài. Trên tay và cạnh sườn của Ngài có dấu đinh và lưỡi đồng đâm thâu. Đó là dấu chứng Ngài đã trải qua cuộc khổ nạn, cái chết trên thập giá thật sự. Ngài đã chết thật. Nhưng hôm nay Ngài đang sống, Ngài đã sống lại. Dấu đinh trên tay, trên chân và cạnh sườn Ngài còn là dấu chứng của Đấng đã chiến thắng khỏi tử thần và âm phục. Hôm nay Ngài đã hiện đến với các môn đệ, trao ban ơn bình an cho các ông và cho các ông xem các vết thương ở nơi thân thể của Người. Các vui mừng, các tông đồ vui mừng quá đỗi bởi vì được nhìn thấy Chúa, Thầy của mình đã sống lại thật rồi, đã phục sinh vinh hiển. Và vì vậy, hôm nay Hội Thánh đã ca lên: Mừng vui lên, hỡi Hội Thánh Mẹ Hiền, lộng lẫy trong ánh huy hoàng của Chúa. Thánh đường này hễ rộn rã vang lên tiếng ca hát của toàn dân hoan hỉ. Hội Thánh thuở sơ khai và khởi đi từ biến cố Phục Sinh, Hội Thánh đã không ngừng loan báo làm chứng về Đấng Phục Sinh cho đến ngày nay qua dòng lịch sử. Hội Thánh sống cái niềm vui của Chúa Phục Sinh và lên đường loan báo tin mừng Phục Sinh ấy cho mọi người. Còn đối với Thánh Mẫu Trinh Khiết Maria thì sao? Chúng ta thấy trái tim của mẹ đã ngập tràn niềm vui khôn tả khi Đức Kitô Phục Sinh.
Các sách Tin Mừng thuật lại rằng Chúa Giêsu sau ngày phục sinh, Ngài đã hiện đến với các môn đệ, với các tông đồ nhiều lần, nhiều cách. Và qua những lần Ngài hiện ra đó, Ngài đã củng cố đức tin cho các ông và đồng thời ban cho các ông lệnh truyền là ra đi loan báo Chúa, loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người, cho tha nhân. Nhưng mà cả bốn sách tin mừng đều không có chỗ nào nói về việc Chúa phục sinh đã hiện đến để thăm viếng Đức Mẹ. Nếu chúng ta hiểu theo nghĩa là Chúa Giêsu đã phục sinh, đã sống lại thật, Ngài đã khải hoàn vinh thắng và giờ đây Ngài hiện đến với các môn đệ để củng cố đức tin còn non yếu ở nơi các ông. Và các ông còn đang sống trong sự bàng hoàng, sợ hãi, hoang mang vì người Do Thái. Thì Chúa đã hiện đến để nâng đỡ niềm tin cho các môn đệ và cho các ông thoát khỏi nỗi sợ hãi, trở nên những con người can trường và lên đường loan báo tin mừng. Chúa ban lệnh truyền cho các ông để loan báo về Chúa, loan báo về Đấng phục sinh, Đấng đã chiến thắng tử thần và âm phục. Đấng ấy giờ đây đang sống, đang cai trị thế giới, và ai tin vào Đấng ấy thì được sự sống muôn đời. Chúa đã hiện ra với các môn đệ cách này cách khác để củng cố niềm tin và ban lệnh truyền rao giảng cho các ông. Còn Đức Maria thì mẹ đã ngay từ đầu mẹ đã tin vào Chúa rồi. Từ biến cố truyền tin, mẹ đã tin vào Chúa, thưa lên với Chúa hai tiếng xin vâng, và lời xin vâng ấy đã theo sát cả cuộc đời của Đức Maria. Trước khi cưu mang ngôi lời bằng nhục thể thì mẹ đã cưu mang ngôi lời bằng tinh thần và trong sự vâng phục. Còn việc loan báo tin mừng thì cả cuộc đời của mẹ, con người của mẹ đã toát lên cả một đời sống nói về Chúa, giới thiệu Chúa cho anh chị em. Vì thế Hội Thánh kính mừng Đức Trinh Nữ và xin mẹ hãy mừng vui lên. Mừng vui lên này Nữ Hoàng Thiên Quốc, Hallelujah. Vì Thánh Tử bà được phúc cứu mang, Hallelujah. Đã phục sinh như lời người phán trước, Hallelujah. Cầu Chúa cho đoàn con, lạy Nữ Hoàng. Ngày xưa khi đứng bên thập giá, mẹ Maria đã tháp nhập với cuộc đau khổ của con mình. Mẹ đã đồng công cộng tác vào ơn cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại. Và hôm nay, Chúa đã sống lại thật, Chúa phục sinh vinh hoàn, Chúa đã phục sinh vinh thắng khải hoàn, thì mẹ Maria đã được chia sẻ cái niềm vui ấy, nỗi hân hoan ấy một cách trọn vẹn với con của mẹ. Đức Trinh Nữ đã cưu mang con mình trong đức tin, và cũng trong đức tin mẹ đã mong chờ sự phục sinh của Chúa. Vì thế mẹ là gương mẫu đức tin cho các môn đệ và cho chúng ta, để mọi người tin nhận Chúa phục sinh. Nhờ ơn phục sinh này mà cuộc đời và vận mệnh chúng ta được đổi khác, thưa anh chị em. Chúng ta hãy hiệp với lời cầu nguyện của Thánh Bernardo để dâng những lời cầu nguyện cũng như kết thúc sự chia sẻ hôm nay. Ôi Maria, Nữ Trinh vô nhiễm vẹn tuyền, là mẹ Thiên Chúa và là nữ vương chúng con. Mẹ được tôn vinh hơn mọi bậc thần thánh. Mẹ là hy vọng bậc nhất của các tổ phụ và là nguồn hân hoan của mọi người lành. Nhờ có mẹ, chúng con mới được ơn nghĩa cùng Chúa. Mẹ là nữ trạng sư duy nhất của tội nhân, là cửa bể an toàn của những người đắm đuối. Mẹ là nguồn an ủi của thế giới, là giá chuộc kẻ tù đầy, là an vui của bệnh nhân, là phấn khởi của người đau khổ, là nơi nương ẩn, là sự sống của toàn nhân loại. Lạy Nữ Vương cao cả, lạy Mẹ Thiên Chúa, xin giang tay tình thương của Mẹ trên chúng con. Xin thương xót và cầu bầu cho chúng con trước ngai tòa Thiên Chúa. Amen.